Xin chào, 1kg nặng bao nhiêu? Đây lại cũng là một câu hỏi nghe có vẻ đơn giản và ngu ngu. Thế nhưng để trả lời được nó thì lại cũng là một vấn đề vô cùng khó. Thậm chí nó còn khó hơn cả 1 mét dài bao nhiêu và 1 giây thì lâu thế nào. Ngay bây giờ, kiến thức thú vị lại giúp các bạn tìm hiểu về cách mà các nhà khoa học đã xác định 1kg nặng bao nhiêu các bạn nhé. Như các bạn đã biết, khi nhu cầu giao thương xảy ra với tất cả các nước trên thế giới thì một đơn vị đo chung là điều rất quan trọng. Chúng ta đã có rất nhiều đơn vị chung như mét, giây và cân nặng cũng cần có đơn vị chung. Bởi vậy mà các đế quốc phát triển mạnh thường xuyên phải đi giao thương đã đưa ra khái niệm kg là đơn vị tiêu chuẩn đo cân nặng trên toàn cầu. Vậy thì 1kg đã được xác định như thế nào? Thì từ năm 1795, người Pháp là những người đầu tiên định nghĩa 1kg. Thực ra thì chính xác hơn là họ định nghĩa 1g rồi nhân lên 1.000 lần để tính ra kg. Khi đó thì 1g là cân nặng của một khối nước tinh khiết hình lập phương cạnh 1cm ở nhiệt độ nước đá đang tan chảy 0 độ C, nhưng sau này được đổi thành 4 độ C. Tại sao lại phải có nhiều điều kiện như vậy? Thì như các bạn thấy, đã là một đơn vị chung thì nó phải đáp ứng được yêu cầu là phổ biến, đúng ở nhiều nơi và dễ sử dụng, đặc biệt là nó phải không thay đổi theo thời gian. Giống như đơn vị thời gian không thể 1 giờ hôm nay lại dài hơn 1 giờ hôm qua, thì 1 gam nước ở Pháp cũng phải nặng bằng 1 gam nước ở Anh, mà quan trọng hơn là 1 gam nước đo hôm nay cũng phải nặng như 1 gam nước đo vào ngày hôm qua. Thế cho nên người ta phải sử dụng nước tinh khiết. Vì nếu mỗi nơi lại sử dụng một loại nước có tạp chất khác nhau thì cân lên nó sẽ không đồng đều. Là hình lập phương mỗi cạnh 1cm, như vậy dù ở Việt Nam hay ở Mỹ thì người ta đều có thể lấy ra một lượng nước giống nhau. Và phải đo lúc nước đá đang tan chảy, vì nước giãn nở vì nhiệt. Nếu chúng ta cân một thể tích nước ở 20 độ C thì sẽ thấy nó nhẹ hơn khi cân cùng thể tích nước đó ở 1 độ C. Cho nên tốt nhất là lấy cùng nước đá đang tan chảy để cho nhiệt độ bằng nhau. Sau này thì người ta chọn cân lúc 4 độ C vì lúc đó nồng độ phân tử nước là đậm đặc nhất. Như vậy chúng ta có định nghĩa đầu tiên về gam hoặc kg. Thế nhưng sau này các nhà khoa học lại thấy việc đo bằng nước gặp nhiều hạn chế. Ví dụ như nước có thể bị rớt ra ngoài, bị chảy ngấm mất một chút mà như thế thì đâu có chuẩn được. Thế nên người ta đã cải tiến để định nghĩa kg trở nên ổn định hơn. Cuối cùng thì năm 1889, Văn phòng cân và đo lường quốc tế BIPM đã định nghĩa 1kg là khối lượng của một khối trụ hợp kim với 90% là bạch kim và 10% là iridi, chiều cao 39mm, đường kính 39mm. Tại sao người ta lại sử dụng hợp chất này? Thì đó là vì nó cứng, đồng thời rất trơ, không bị oxy hóa, cho nên cũng không phản ứng hóa học làm thay đổi khối lượng. Người ta chọn đúc hình trụ vì như vậy sẽ làm giảm tối đa diện tích bề mặt, giúp việc tiếp xúc với môi trường ít hơn, ít bám bụi, ít phản ứng thì cũng ít thay đổi khối lượng hơn. Sau khi đúc ra cái cục là tiêu chuẩn cho 1kg của thế giới, các nhà khoa học đã cho nó vào bảo quản trong một chiếc lồng kính đặt trong két sắt dưới căn hầm vô cùng bảo mật của BIPM. Phải bảo vệ chặt chẽ như vậy vì nếu nó bị đánh cắp thì hệ thống đo lường của thế giới sẽ rối loạn. Căn hầm cũng vô cùng sạch sẽ, đảm bảo một hạt bụi cũng không được phép bám vào. Bên cạnh đó thì để thuận tiện cho việc sử dụng và hiệu chỉnh các loại cân trên khắp thế giới, người ta đã phải tạo ra 6 bản sao gốc cũng bảo quản cẩn thận tại BIPM và tạo ra 40 bản sao khác để cho các nước tự bảo quản. Như vậy cả thế giới đã có một tiêu chuẩn kg chung sử dụng trong suốt 130 năm qua. Tuy nhiên lại có vấn đề xảy ra, đó là người ta phát hiện ra rằng do không khí không sạch tuyệt đối nên các bản sao đã bị bẩn, khiến cho khối lượng của nó bị thay đổi 50 microgram, tức là 50 phần triệu gram. Đây là một con số không lớn, nhưng khi dùng để đo những mục tiêu siêu tinh vi như hàm lượng phóng xạ thì sự sai số sẽ ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến kết quả. Chính vì vậy, các nhà khoa học lại lao đầu vào tìm hiểu một tiêu chuẩn tốt hơn, không sợ bị đánh cắp, không sợ bị bám bụi, không sợ biến đổi theo thời gian, có ở khắp mọi nơi và dễ sử dụng. Và mục tiêu mà các nhà khoa học hướng đến là sử dụng đối tượng lượng tử với các hằng số tự nhiên. Có thể các bạn không biết, trong 7 đơn vị đo cơ bản của hệ thống đo lường quốc tế thì có 6 đơn vị đã được thay đổi theo những hằng số tự nhiên, bao gồm có thời gian, chiều dài, nhiệt độ, cường độ dòng điện, cường độ chiếu sáng
và số hạt mol. Chứ còn mỗi khối lượng là vẫn đang sử dụng tiêu chuẩn truyền thống, dựa vào một vật cố định. 6 đơn vị kia đều dựa vào những đặc tính gần như không bao giờ thay đổi của các hạt lượng tử. Ví dụ như tốc độ ánh sáng, nó mãi mãi được chuyển đi với tốc độ là 299.792.458 m/s, không bao giờ khác. Thế nên, việc đơn vị đo dựa vào các hằng số này thì đơn vị cũng luôn luôn chính xác, không bị sai lệch dù là nhỏ đến mấy. Và sau gần 10 năm trời nghiên cứu thì cuối cùng vào năm 2018, người ta đã tìm ra hằng số Planck chính xác tới 40 con số sau dấu phẩy. Nó bằng 6,6260705 nhân 10^-34 mét vuông kg trên giây. Đây là sự kiện cực kỳ quan trọng mang đến cuộc cách mạng khoa học của thế giới, và hằng số này cũng được áp dụng để tính kg. Vậy tính như thế nào? Thì ý tưởng là người ta sẽ sử dụng cái cân đặc biệt gọi là cân Kibo, được đặt theo tên cha đẻ của nó. Cái cân này sẽ cho dòng điện chạy qua. Dòng điện sẽ tạo từ trường mạnh thỏa mãn hằng số Planck. Khi đó thì từ trường nó tạo ra sẽ đủ mạnh để nâng một vật 1kg. Nôm na là như vậy, còn cách thực hiện chính xác thì rất phức tạp. Mình sẽ để tài liệu ở phần mô tả để các bạn thích thì có thể tự tìm hiểu thêm nhé. Như vậy là hằng số Planck là cố định, dòng điện là cố định thì 1kg sẽ không bao giờ bị thay đổi, bị sai lệch nữa. Như vậy đơn vị đo cuối cùng đã được biểu diễn thông qua các hằng số tự nhiên. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.